Sau khi bị xe tải đông lạnh tông, tài xế lái xe tải này bị mất lái, tông văng giải phân cách bê tông, lao vào nhà dân ven đường mới chịu dừng lại. Vụ tai nạn đã khiến người đi đường và người dân sống ở đây một phen hoảng vía. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 18 tháng 3 năm 2022, xe tải đông lạnh do tài xế Hoàng Văn Trung, 30 tuổi, ở thành phố Vũng Tàu điều khiển chạy trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Thủ Đức về quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe tải đông lạnh cách giao lộ với đường Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thế Hiệp một đoạn thì xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ va chạm mạnh khiến phần đuôi hông xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng, bể kính chắn gió. Chiếc xe tải đông lạnh tiếp tục va chạm với một xe tải khác khiến xe này mất lái, tông văng giải phân cách bê tông, lao vào nhà dân ven đường. Riêng chiếc xe tải đông lạnh chỉ dừng lại khi băng qua giao lộ với đường Nguyễn Văn Quá, tông vào giải phân cách giữa hai làn đường. Cả ba xe đều hư hỏng, trong đó chiếc xe tải đông lạnh bẹp xuống cabin nằm cách hai xe còn lại hơn 100m. Tài xế lái xe tải đông lạnh không bị thương. Tuy nhiên, một người phụ nữ bán nước bên đường bị thương nhẹ do té trong lúc phát hiện xe tải lao